nay là một cái ngày mà mặc dù là đã trôi qua một cái ngày rất là đặc biệt, nhưng mà với chương trình thì nó vẫn còn một cái dư âm nào đó. Và chắc chắn là quý vị khán giả khi xem chương trình Vợ Chồng Son cũng đoán biết được rằng là chúng ta vừa trải qua ngày gì rồi, phải không nào chị Vân? À, ngày 20 tháng 11 đúng không? Đó. Dạ, em tên là Võ Nguyễn Đức Duy. Em tên là Trần Thị Hồng Chi. Xấu lắm chị, để đầu đinh nữa. Giống như mấy ông mới ra tù vậy. Trời đất ơi. Em là cu ghi. Ghen với người yêu cũ, ghen với đồng nghiệp, ghen với tổng đài luôn. Dạ, em gọi điện ảnh mà không nghe là em nghe tiếng gái là em đi làm công việc đi ngoài đường nhiều lắm nên lâu lâu điện thoại này hết pin. Tại sao đưa gọi anh mà con nhỏ nào đi trả lời? Tại em coi tivi với chị, có nhiều người gái bắt máy lên giả bộ đọc y chang như mấy người trong điện thoại lúc hết pin á. Dạ, em hay ghen lung tung lắm cho nên tốt nhất là nghe lăng cho chắc. Cha, vậy là có dấu hiệu bệnh rồi đó nha.